Diệp nào ở đây? Tưởng lúc chiều hai đứa đi với nhau cơ mà. Gì đấy? Anh như này là như nào đây? Như nào? Thật đấy. Thì thật. Anh nghiêm túc đấy. Mày xem xét thế nào giúp anh nhá. Đi. Nhớ giúp anh đấy. Thôi anh sang bên đấy đây. Này, mấy giờ rồi còn sang? Mẹ em giết. Nhưng mà chót mua rồi. Mang về mà uống. Thôi, em cầm đấy uống đi. Nhưng mà nhớ giúp anh nhá. Trông thế này thôi, nhưng mà răng lợi khỏe lắm. Đúng kìa, ăn ngô không rớt hạt nào nhá. Ừ, rồi để đến lúc tôi phải ăn đồ nghiền thì đừng có mà kêu đi nhá. Ở cái nhà này chỉ có con Sâm mà trị được bà thôi. Có muốn nó là cứ hay bắt nạt bà thôi đấy. Kệ đi, bà ăn đi ạ. Chả bóc mèo cho bà nhé. Không có đồ ngon ngon quá. Hình như là cái Nam. Đúng rồi, cái Nam. Cái Nam nó đến chơi, mẹ đang vui vẻ lắm. Hay là em cứ lánh tạm ra ngoài nhé, cho con bé nó đỡ ngại.